Dạ, em chào mọi người. Em quay cho mình xem cái bồn nhựa 2.000 lít đứng. Loại này là một lớp bên trong màu xanh và bên ngoài cũng màu xanh y chang vậy luôn. Cái này xài khá ok mọi người ạ. Có bên bồn nước mình đựng nước như của Đại Thành, Sơn Hà thì nó có 3 lớp. Còn cái loại này giống như cái thùng nhựa vuông, thùng nhựa tròn á, mọi người thấy là nó có một lớp thôi, trong cũng như ngoài. Nhưng mà bồn xài nhựa xài cũng ok lắm mọi người, bền thiên thu luôn đấy ạ. Ai mình cần sử dụng cái bồn nhựa 2.000 lít này thì vui lòng liên hệ bên em nha. Mới về bên em đã hàn sửa xong, bảo hành cho mọi người xài 10 năm luôn. Ai mình cần sử dụng vui lòng liên hệ bên em để mình được cái bồn đẹp như ý ạ.